Chào các chị em yêu đồ bộ nha các chị. Hôm nay bên shop Nguyễn Điểm cập nhật cái mẫu có hàng bên shop nha. Thì đây là cái mẫu bên em mẫu mới nha các chị, qua nhân mới nha. Cái mẫu là mẫu cổ tim có dúng nhẹ mấy đây nè. Xếp nhẹ mấy con đây nè mấy chị. Làm cái cổ tim dúng ha. Cái tay thì em may tay phèo. Có cái phèo nhỏ nè, dây bản nhưng mà có gắn thêm cái bèo nhỏ bên cặp bên nha mấy chị. Mẫu này em có rất là nhiều màu luôn nha. Cái màu em chéo trên nè cũng tầm 10 màu mấy chị. Phong đầu thì bên em nè mấy chị ơi, em bán làm sao thì em mặc như vậy nha. Nè, phong đầu nó ôm từ trên tới dưới cổ chân luôn nè mấy chị nè. Chứ không phải mà cái gầu quần rộng thùng thình ha, mấy chị sợ mà phong không đẹp á. Thì hàng bên em á, mai bán làm sao thì em mặc ở nhà cũng y như vậy luôn mấy chị. Form nó vừa và rất là chuẩn luôn ha. Nè, đồ bộ bên em co giãn thoải mái nha mấy chị nè. Có rất là nhiều hoa văn luôn mấy chị ơi. Cái này may là may bằng đường dắt sổ nha mấy chị nè. Không có sợ bị đứt chỉ ha. Cái này là may dắt sổ 4 chỉ nè. Hai kim 4 chỉ nè mấy chị. Cái lần may nó cũng giãn luôn nè. Cái lần may nó rất là giãn luôn đó mấy chị. Này là hàng bên nhà em mai sẵn à. Bên em bán hàng là mai sẵn nha mấy chị. Cái đường mai nó rất là giãn luôn nè mấy chị nhìn ha. Mấy chị nhìn kỹ nó giãn nè. Vậy nè, cái quần cũng vậy, mình mặc xuống nếu như mình ngồi á thì cái vải nó giãn rồi cái đường mai nó cũng giãn theo luôn nè, cho nên nó không có bị đứt chỉ nha. Có nhiều chị hỏi em á là khi mà hàng này mình mua về mình có cần mai lại không? Khỏi mai nha mấy chị, nhiều khi một kim á cái đường chỉ nó không có giãn được cho nên mình ngồi nó còn có tình trạng đi đứt chỉ. Còn cái này là tới 4 cộng chỉ nè, mình may hai cây kim mà tới 4 cộng chỉ lên cho nên nó co giãn được nè. Nè, cho nên mấy chị mặc thoải mái không sợ bị gấp ha, không sợ bị đứt chỉ nè. Giải thì nó co giãn thoải mái nè chị, mấy chị chất giải mềm mịn ha, rất là mềm mịn luôn mấy chị. Nó hai da nè, ở trong nó là cái chất giải nó màu trắng như vậy nè mấy chị. Hàng rất là đẹp luôn mấy chị ơi, mặc lên rất là thoải mái, đi chợ đi chơi hoặc là mình đi đám tiệc gần nhà cũng rất là đẹp luôn đó mấy chị. Nè, cái vải là nó giãn thoải mái nè nghe mấy chị. Hàng nhà em á do cắt may tại nhà cho nên bán giá rất là mềm luôn cho mấy chị dễ sử dụng ha. Mấy chị nào có nhu cầu sỉ hoặc là lẻ thì cứ liên hệ các bạn Zalo với Nguyễn Điểm nha mấy chị. Form rất là chuẩn, rất là đẹp luôn đó mấy chị. Bên em bán lẻ chỉ có 50.000 một bộ mà mấy chị ơi, còn mấy chị là khách sỉ thì anh hút lên em chào giá nha nè. Bên em là có rất là nhiều màu, khi mà mai hàng xong thì em cho kiểm hàng ok rồi em mới cho ship vô bọc gì, rồi mấy chị mua hàng chốt đơn thì em mới gửi hàng cho mấy chị. Cái màu cam này là em chéo cho nè, lát em sẽ mặc đời sản phẩm cho mấy chị coi phong đồ ha, để nhiều khi mấy chị mua hỏi sợ phong đồ bên em nó không đẹp không vừa dặn á, thì đây là cái phong đồ em mặc thằng em mấy chị nè, ở đằng trước đằng sau này ha, mặc thoải mái nè, coi dễ thoải mái luôn nha mấy chị, vừa dặn dễ mặc. Có khách mặc vô á là nói em ơi đồ bên em hả chị mặc vừa như là chị đi may ngoài thợ vậy đó. Nè, này là màu vàng nè mấy chị. Bên em có khoảng 10 màu á, một lô đồ thường là em ra sẽ là 10 màu nè. Cái màu xanh này là em treo, mấy cái mẫu mà bên em có hàng là em treo lên đó trên hết trơn á chị nè. Cái này làm hai màu, màu em mặc với màu em cầm là hai màu nha mấy chị. Màu này nó hơi sáng hơn, màu này nó đậm hơn. Còn cái này là màu xanh. Em sẽ tự thử từng sản phẩm cho mấy chị coi form hàng bên nhà em nha. Hàng mai rất là đẹp, rất là kỹ lưỡng luôn nha mấy chị nè. Em có nhúng nhẹ trên này có mấy hộp ngọc trai đó nè mấy chị. Bên dây này là em làm dây bản nhưng mà có một cái phèo nhẹ cho mấy chị dễ mặc ha. Có nhiều chị không có thích dây á. Bên em có tầm khoảng 10 màu, những cái màu mà em có hàng là em đều treo lên hết trơn. Đây là 10 màu bên shop em hiện tại có hàng nha mấy chị ơi. Tiếp theo em sẽ lên bộ màu xanh này nha mấy chị.
mấy màu là em treo mỗi ở đây nè mấy chị. Em chỉ mặc thử phong cho mấy chị xem thôi ha. Cái này là màu xanh nè. Đây cái này là mấy cái bộ màu đỏ nha mấy chị. Cái bộ đỏ này khác với cái bộ đỏ đầu tiên để em mặc nha. Cái form đầu thì nó cũng y như nhau nha mấy chị ơi. Tại vì em cắt có một lô một thì nó sẽ bằng cỡ một. Chỉ có hoa văn thì nó khác thôi. Cổ vẫn y như mẫu nãy luôn, này có một mẫu nha mấy chị. Cái này là cái quần hồi nãy em mặc xong rồi mấy chị. Cái form quần rất suông và nó thon đó nè. Form quần rất là đẹp luôn rồi mấy chị xem nha. Theo là bộ màu vàng nha mấy chị. Số điện thoại là em giao hàng được nha. Chỉ có 50.000 đó chị. Hoa văn rất là sắc nét luôn đó mấy chị. Cái này là bộ màu xanh tiếp theo nha mấy chị. Cái này vàng hoa văn đen, vàng nghệ. Bên em có mấy cái hoa văn với mấy mẫu này em mặc thử form cho mấy chị xem rồi ha. Mấy chị nào có nhu cầu sử dụng á, sỉ hay lẻ thì cứ inbox Nguyễn Điểm nha mấy chị ơi, kết bạn Zalo với em nha. Em bán lẻ là 1 bộ 50.000, 10 bộ được miễn ship nha mấy chị. Mấy chị thấy hàng rẻ mà đẹp thì ấn đăng ký kênh chia sẻ cho mọi người cùng xem nha mọi người ơi. Xin chào và hẹn gặp lại mấy chị trong video lần sau nha. Xin chào, cảm ơn mấy chị nha mấy chị.